Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Chuyện cô Hoa hậu và những cái ngu không cần dạy. Nguồn tin từ Facebook Nguyễn Hữu Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Cô Hoa hậu Đỗ Thị Hà, sinh viên đại học, đạt vương miện và kịp thời gây điều tiếng ngay khi vừa đăng quang về trường để ra mắt. Hành động cô ngồi chễm chệ và ông thầy hiệu trưởng đứng lom khom, cóm gióm trước cô học trò của mình đã làm nổi sóng dư luận xã hội. Rằng thì là thời thế thay đổi, cái lúc mà bố phải khúm núm chào con của mình, thầy phải lóm cóm run rẩy trước học trò vì nó đẹp. Quả là một xã hội đã và đang loạn. Thế rồi hôm nay, khi cô ta đi thi Hoa hậu thế giới tại vùng lãnh thổ Hoa Kỳ, tại đó cô lại gây sóng gió khi đứng trên đất Mỹ để mà thể hiện tư tưởng chống Mỹ đến cùng với bài hát Cô Gái Vót Trông trong phần dự thi của mình. Còn gì ngạo nghễ hơn khi người đẹp nhất, đại diện Việt Nam đứng ngay trên đất Mỹ, cất cao tiếng nói thẳng vào mặt bọn đế quốc xâm lược rằng mỗi mũi trông nhọn sắc căm thù, xiên thay quân cướp nào vô đây. Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo, em chưa ngừng tay vót trông rào buông dẫy. Và ê quân xâm lăng gian ác, bay muốn vào mũi trông sẵn sàng đây, chờ bọn bay, diệt bọn bay. Còn gì tự hào hơn khi một cô bé mới nứt mắt đã dám chửi thẳng vào cả đất nước Hoa Kỳ được coi là hùng mạnh. Có lẽ nghe những lời này, ban tuyên giáo và hàng ngũ dư luận viên sẽ mở lòng, mở dạ và độ sung sướng lên đỉnh cao. Thế nhưng, điều cô ta không biết chính là tên sen đầm quốc tế, chính bọn đế quốc Mỹ kia lại là những người tử tế nhất với Việt Nam, đã cho Việt Nam cả hàng tỷ đô la, hàng chục triệu liều vaccine chống dịch hiện nay, thậm chí cả đồ dùng, dụng cụ và thiết bị y tế, mà không thèm điều kiện nào như là anh bạn quan thầy của Đảng gửi mấy liều thuốc mà dân ta từ chối cũng đi kèm đủ thứ điều kiện của chúng. Và điều rất có thể để cô ta được sang nước Mỹ dự thi, chính cô ta cũng nhờ mấy mũi vaccine trích ngừa từ bọn đế quốc tư bản mà cô ta đang chờ ôm những mũi trông nhọn sắc căm thù để chờ bọn bay, diệt bọn bay. Điều cô ta không biết là ông chủ tịch nước vẫn cứ gửi thư, gọi điện đều xin viện trợ vaccine từ bọn đế quốc ấy. Và điều cô ta càng không biết là cái chính sách của nhà nước rằng chửi cứ chửi, tiền cứ lấy và càng chửi để càng kiếm tiền từ thế lực thù địch. Thì đó chính là tính cách của anh chàng Chí Phèo mà nhà văn Nam Cao đã nói đến từ lâu. Tạm kết, nhiều người cứ băn khoăn tự hỏi, lẽ nào cha ông đã nói rằng nó lú thì có chú nó khôn, mà sao lại xảy ra nông nỗi thế này? Lẽ nào lại để xảy ra một việc ngu dại đến mức phá hoại công lao của Đảng, của chính phủ, của chủ tịch nước? Và ngay cả ông thủ tướng đồng hương của cô ta đã và đang ngày đêm tìm mọi cách để ngoại giao vaccine, nghĩa là ngoại giao vác giá đi xin, theo định nghĩa dân gian. Lẽ nào một sinh viên, một cô hoa hậu đại diện cho vẻ đẹp Việt Nam không chỉ là sắc đẹp và cả trí tuệ lại có thể làm việc ngu dốt rằng chạy đến nhà ân nhân cứu bố mẹ chúng để chửi cả vào mặt họ hàng hang hốc nhà người ta cho thỏa cái sự ngạo nghễ? Sẽ không ai hiểu được điều đó, và họ không hiểu được điều này. Chẳng ai có thể ngăn cản những việc làm ngu dại của nó và những đứa như nó ở đất nước này. Bởi vì ngay cả những kẻ đẻ ra nó, những kẻ không chỉ vai chú của nó chưa kịp khôn đã đành, mà cả những kẻ đang lãnh đạo cũng cho là anh minh nhất, là trí tuệ, là văn minh, là khoa học, là đạo đức nhất, vẫn cứ ngu dại như thường. Hành động vào nhà có người treo cổ để gạ bán dây thừng vẫn đang được các lãnh đạo sử dụng hàng ngày, thì trách chi một con bé đang được đào luyện trong cái lò. Ở đó có nhiều cái ngu không cần dạy, nó cứ phát triển đều. Kính thưa quý vị, tiếp theo là nội dung bài viết Khi Hoa hậu đi vót trông, nguồn tin từ Facebook Lê Việt Đức. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 29 tháng 11 năm 2021, sau cái clip bà Tòng Thị Phóng, cựu Phó Chủ tịch Quốc hội, múa may quay cuồng trong một điệu múa dân tộc, trong nhịp vỗ tay hớn hở của bác cả Nguyễn Phú Trọng, thì một cú sốc văn hóa lại xảy ra khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại mang bài cô gái vót trông ra trình diễn tại Rico trong cuộc thi Miss World năm 2021. Đỗ Thị Hà trong buổi biểu diễn còn giặc Mỹ cọp beo khi còn giặc Mỹ cọp beo. Nếu để phô bày bản sắc văn hóa dân tộc thì Hà cớ gì lại trình làng cô gái vót trông? Dĩ nhiên, Đỗ Thị Hà không thể tự ý muốn làm gì cũng được. Việc biểu diễn cô gái vót trông chắc chắn đã được các quan văn hóa của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam tư vấn. Nó cho thấy, thứ nhất, bất kỳ hoạt động liên quan văn hóa nào của Việt Nam cũng đều phải thông qua cơ quan văn hóa xét duyệt. Thứ hai, các quan văn hóa Việt Nam vẫn còn rất kém văn hóa, rất nghèo nàn về tư duy văn hóa và vô cùng thiếu hiểu biết về văn hóa hội nhập, dù các bác ấy vẫn luôn mồm ra giả hội nhập. Thứ ba, cái gọi là văn hóa và bản sắc dân tộc của nó phải được gắn liền với tính đảng, tính chiến đấu, thể hiện cái chất cộng sản đặc sệt của nó. Việt Nam năm 2021 chẳng khác gì thời miền Bắc Việt Nam thập niên 1950 cả. Hoa hậu Đỗ Thị Hà được báo chí miêu tả là người đẹp với số đo 3 vòng 80, 60, 90 cùng đôi chân dài 110 cm. Với kỹ năng tiếng Anh của nàng hoa hậu quê Thanh Hóa cũng được cải thiện sau những ngày tự học, trau dồi kinh nghiệm với các chuyên gia. Trông chẳng hợp tí nào với hình ảnh cô gái vót trông một thời quyết liệt chống Mỹ. Đó là cô gái như thế này đây. Như bao cô gái ở trên non, cô gái sông Ba đầu búi tóc thon, tay vót trông miệng hát không nghỉ. Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở Tây Nguyên. Ai nhanh tay vót bằng tay em, chim hót không hay bằng tiếng hát em. Mỗi mũi trông nhọn hoắc căm thù, xiên thây quân cướp nào vô đây. Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo, em chưa ngừng tay vót trông rào buông dẫy. Nhưng mai đây giặc chạy rồi, che rừng ta làm nhà, làm trời cao. Ê, chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh, em còn vót trông nhiều làm cạm bẫy. Ê, quân xâm lăng gian ác bay muốn vào, mũi trông sẵn sàng đây, chờ bọn bay, diệt bọn bay. Rùng rợn chưa? Chẳng biết Đỗ Thị Hà cô nương có biết tí gì về lịch sử cuộc chiến chống Mỹ cứu nước oai hùng của dân tộc ta không? Nhưng chắc chắn là Hà không có lý do gì để chờ bọn bay, diệt bọn bay. Nếu không muốn nói là khoái Mỹ gần chết như là bao thanh niên thế hệ của Hà. Thật trớ trêu và nực cười với một sự mỉa mai không gì tả nổi khi hình dung tình huống mà một phóng viên Mỹ nổi hứng phỏng vấn Hà khi mà Hà trình diễn cô gái vót trông rằng: em nghĩ như thế nào về nước Mỹ ngày nay? Quốc gia vừa mới tặng tổ quốc của Hà bao nhiêu triệu liều vaccine? Chắc Hà sẽ ú ớ. May mà Đỗ Thị Hà chỉ biểu diễn cô gái vót trông bằng ràn tơ rưng chứ không hát lời. Mà nếu chỉ trình diễn nhạc cụ thì Hà cớ gì lại chọn cô gái vót trông? Nói chung, ban tham mưu văn hóa phụ trách chuyến đi tranh tài và nhan sắc của Đỗ Thị Hà là một bọn hơi bị thấp. Trang phục dự thi top model của Đỗ Thị Hà mang tên vẻ đẹp của dòng sông, lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang. À, thì ra Việt Nam kỷ nguyên 4.0 vẫn thích ruộng. Trở lại với không khí núi rừng mà cô gái vót trông khi được phóng viên Dân Việt hỏi, bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss World Việt Nam nói: Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã tập đàn tơ rưng từ nhiều tháng trước với mong muốn mang đến một màn trình diễn chỉn chu tại cuộc thi. Ban đầu, đại diện Việt Nam và ekip đã chọn ca khúc giai điệu đặc trưng trên mảnh đất Rico để trình diễn. Tuy nhiên, vì không phù hợp với tính chất của đàn tơ rưng, nên là Hoa hậu Đỗ Thị Hà và cô giáo hướng dẫn âm nhạc đã quyết định thay đổi ra một bản nhạc quen thuộc, mang âm hưởng núi rừng, hợp âm cơ bản và phù hợp với những người mới chơi đàn tơ rưng, đó là bài Cô gái vót trông. Chúng tôi hy vọng các khán giả hãy hiểu rõ vấn đề, có góc nhìn tích cực về đại diện của Việt Nam và tiếp tục ủng hộ Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong những phần thi quan trọng tại Miss World 2021 sắp tới. Còn em Hoa hậu Đỗ Thị Hà thì nói: dù biết chơi đàn tơ rưng rất khó, nhưng tôi vẫn quyết tâm mang văn hóa đặc trưng của vùng miền đất Tây Nguyên đến để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Ấy, cái quyết tâm mang văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên trình làng với thế giới và sự diễn giải với lý do cô gái vót trông được chọn hình như là không ăn khớp với nhau. Nó vẫn cho thấy đằng sau đó là một tâm lý ghét Mỹ cố hữu. Ngày 16 tháng 12 năm 2021, Đêm chung kết Miss World năm 2021 kết thúc. Đỗ Thị Hà sẽ trở về nhà. Rồi cũng như bao nhiêu cô gái ở trên non, cô gái sông Ba đầu búi tóc thon, chẳng có gì thay đổi, cho dù em có giành được giải gì. Em trở về, để lại dư âm cô gái vót trông. Em trở về, hội nhập với cái làng văn hóa của em, một cái làng vĩnh viễn vẫn là một cái làng với những tên quan chức đầu óc đầy định kiến và tư duy sáo mòn lạc hậu. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung Chuyện Cô Hoa Hậu và Những Cái Ngu Không Cần Dạy đến đây là kết thúc. Trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung sau.